Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức ca sĩ Hồ Quang Hiếu quậy hết mình cùng khán giả trong siêu đám cưới tại Hà Tĩnh. Trong đám cưới khủng vừa được diễn ra tại Hương Sơn, Hà Tĩnh, khán giả hào hứng được dịp quậy cùng ca sĩ nổi tiếng như Hồ Quang Hiếu, Trịnh Thế Phong, v.v. Theo đó, với sự góp mặt của dàn ca sĩ nổi tiếng Hồ Quang Hiếu, Trịnh Thế Phong cùng một số ca sĩ khác đã khiến siêu đám cưới của chú rể Phan Bảo Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh và cô dâu Nguyễn Thị Mai Liên, Từ Sơn, Bắc Ninh càng trở nên đình đám. Hàng nghìn thực khách và người dân tham gia buổi tiệc hết sức hào hứng khi được gặp những ca sĩ mà mình mến mộ. Được biết, ca sĩ Hồ Quang Hiếu và Trịnh Thế Phong đều là bạn thân của chú rể Phan Bảo Trung, nên sự có mặt của họ như là một món quà dành cho ngày vui của đôi bạn trẻ. Không chỉ khán giả tham gia dự tiệc cưới, mà các ca sĩ cũng rất vui khi được tham gia một đám cưới với đầu hoành tráng, với dàn siêu xe và mô tô khủng đến từ khắp mọi miền đất nước. Ca sĩ Hồ Quang Hiếu chia sẻ, khán giả Hà Tĩnh rất sung và Hồ Quang Hiếu thực sự rất vui và hạnh phúc khi được về Hà Tĩnh hát và giao lưu với các bạn ở Đức. Phong là bạn thân của bác Bảo Trung nên đã về đây để góp vui trong ngày cưới của đôi bạn trẻ. Ca sĩ Trịnh Thế Phong chia sẻ, được biết ca sĩ Hồ Quang Hiếu và Trịnh Thế Phong đều là bạn bè thân quen với Bảo Trung và gia đình, nên sự có mặt của họ chính là món quà mà họ muốn dành tặng cho mọi người em, người bạn của mình. Chú rể Phan Bảo Trung trong ngày thành hôn, anh Nguyễn Mạnh Tuấn sinh năm 1989, là người dân tại địa phương hào hứng. Từ trước đến nay mình rất hâm mộ ca sĩ Hồ Quang Hiếu, nhưng chỉ được xem biểu diễn trên truyền hình. Giờ có cơ hội được gặp và nhảy cùng thần tượng mà Hiếu lại rất gần gũi, nên cảm giác của mình lúc đó thực sự là quá vui quá đã. Những bài hot gắn liền với tên tuổi của Hồ Quang Hiếu được anh biểu diễn dành tặng cho cô dâu và chú rể và khán giả Hà Tĩnh. Trong buổi tiệc, ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã thể hiện một số bài hit gắn liền với tên tuổi của anh như Con Bẩm Sinh, Túp Liều Lý Tưởng, Em Là Của Anh, v.v. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!